Ghi nhận tại siêu thị Giã Chiến được chuyển đổi công năng từ trung tâm văn hóa quận 5. Nơi này có khuôn viên rộng gần 4,7 hectare, đảm bảo thuận lợi cho việc vận chuyển và lưu trữ, cũng như phân phối thực phẩm cho người đi chợ hộ trong khu vực. Siêu thị Giã Chiến này hoạt động từ ngày 18 tháng 7 với quy mô như một siêu thị thu nhỏ, cung cấp đầy đủ các loại thực phẩm thiết yếu như gạo, rau, thịt, cá, trứng, sữa, gia vị, đến các loại thực phẩm đóng gói sẵn, đồ hộp, v.v. Bên cạnh đó, mỗi ngày siêu thị Giã Chiến còn được cung cấp đều đặn các mặt hàng rau củ tươi từ Đà Lạt, đáp ứng nhu cầu cho bữa ăn đầy đủ dưỡng chất của người dân. Các thành viên trong tổ đi chợ hộ đa phần là các nhân viên được Ủy ban Nhân dân điều động, các thầy cô giáo của các trường học trong khu vực, nhân viên của các phòng ban trong quận. Trên cái trang web của mình đó là mình cũng có giới hạn, tức là từ số 1 tới số 2 thôi, cái đơn vị tính ký hoặc tính vỉ hoặc tính con, để cho mỗi một gia đình nó cũng đủ dùng. Dạ. Hiện nay đặt trên web thì hôm nay bạn đặt, ngày mốt bạn nhận hàng. Dạ. Thì như vậy đó là nó tốt, dạ. Là hàng nó luôn về mới. Và chỉ có ngày hôm qua hôm nay là mình phải giảm giờ đi chợ trên mạng, vì hiện nay đơn hàng quá tải tăng đột ngột. Yeah. Mà nếu mình không giải quyết trong ngày, mình lấy hàng gói đầu thì bà con sẽ nhận những cái rau nó không còn tươi. Ở đây là khi kết thúc cái chuyền đi chợ thường là 4 giờ để cho người đi giao hàng đi, còn 1 giờ đồng hồ đi trước 6 giờ. Người dân trong khu vực khi cần có nhu cầu đi chợ hộ sẽ được lực lượng chức năng giúp, từ mô hình đăng ký qua các tổ hỗ trợ ở khu phố cho đến đăng ký mua qua mạng. Đơn hàng sau khi đặt thành công sẽ được các nhân viên gọi điện xác nhận, đồng thời sẽ thông báo đến người mua tình trạng, số lượng và thời gian giao hàng dự kiến. Khác với một số nơi, tại siêu thị Giã Chiến này sẽ có một bộ phận đi chợ hộ riêng và bộ phận chuyên giao hàng. Trong 2 ngày trở lại đây, số lượng đơn hàng đặt qua mạng tăng đột biến nên siêu thị Giã Chiến phải tạm dừng việc nhận đơn sớm hơn bình thường để đảm bảo đủ số lượng cung cấp cho người dân kịp thời. Việc người dân tại thành phố Hồ Chí Minh được lực lượng chức năng giúp đi chợ hộ là một trong những nội dung quan trọng trong kế hoạch đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu trong giai đoạn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.